Ok, cái này sẽ để bát đĩa. Sẽ để bắt nhông này. Ok, mình đã làm xong cái phần đĩa này. Quanh đầu làm kia sao thì này là 90% rồi. Mày quay đèn nó mới nằm xuống. Lỗ đấy, cái đấy lỗ. Dọc cũng sợ. Cái trục này mình đập thẳng được mà. Lại cân chỉnh. Cân này là cân tấn nhưng mà cân tạ. Chỉ làm bo không có công nghệ cao lên này. làm nó không như bọn nước ngoài được. Chín mươi phần trăm ngay đây. Được đấy. Để
đang kiếm bữa bia rồi mà kéo lại đau mắt. Con xem ra xem cho đi. Thế con cầm long qua đâu à? Vẫn còn dưới nhà doanh ấy. Cho nó nhốt à? Nó nhốt hay nó thịt à? Con gì? Con cầm long à? Đập chết vứt thế. Đồng rồi. Thế thì hôm nay cơ mà. Bây giờ chưa thối đâu. Rắn dễ ấy nhá. Dễ thối được. Làm cái đấy này chạy bằng xích á. Thế. Xích ngon hơn. Xích chạy động cơ điện kia cũng được. Kìa mình hàng này không, mình làm bằng cộng động cơ điện cũng được. Nhưng mà nó phải động cơ khỏe. Nhưng mà cái của ông, cái trước của ông bánh yếu lắm. Yếu. Chắc là mình xóa video là nó bị tắt mất. Có nhiều cái video vớ vẩn ấy, không có view ấy. Mình xóa. Kệ nó, mình cứ làm, mình kệ để yên đấy. Nó vẫn được giờ xem rồi. Nó cũng già luôn. Thế bây giờ là... Không xóa thì chắc là nó không tụt đâu, nhưng mà nó... Nó mất cái giờ đủ 4.000 giờ xem đấy, nó có ở trong cái đấy. Thank you.